Theo con hiểu thì định trong thiền quán là sát na định. Như vậy người tu thiền quán từ đầu sẽ không có định sâu và không hoặc khó thấy định tướng nimitta, điều này đúng không thưa sư? Xin sư chia sẻ thêm cho con về hai pháp tu chỉ quán song tu và chỉ trước quán sau. Trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn hướng dẫn các vị tỷ kheo thực hành thiền hơi thở trước. Và việc thực hành thiền hơi thở đối với các vị tỷ kheo đó trong chú giải là đi đến tứ thiền hơi thở nha. Rồi sau đó mới tiếp tục thực hành các cái pháp thiền quán. Cho nên là những phương pháp như cảm nghiệm toàn thân vị ấy thở vào, cảm nghiệm toàn thân vị ấy thở ra, cái đoạn đó là dành cho người tứ thiền, không phải dành cho người bình thường nha. Rồi quan sát cái thọ lạc, người ta sẽ thở vào, đó thuộc về tứ thiền. Cái người tứ thiền họ sẽ làm cái chuyện này. Còn đối với các phương pháp khác á, như là quán bốn cái oai nghi hoặc là quán cái tiểu oai nghi, thì cái tiêu chuẩn là sau khi vị ấy ra khỏi tứ thiền hơi thở, vị ấy quán sát bốn niệm xứ. Tức là khi ra khỏi tứ thiền hơi thở, sự tập trung của vị ấy vẫn là sát na định thôi. Nhưng mà cái sát na định của vị ấy nó dày đặc, cho nên là khả năng quan sát của vị ấy rõ ràng hơn chúng ta. Nếu mà nói một cách dễ thì cái sát na định của một vị ra khỏi tứ thiền hơi thở nó giống như là một cái lon gạo mà đựng đầy gạo. Là sao? Là giữa những hạt gạo đó có kẻ hở, nhưng mà kẻ hở đó có thể là không đáng kể. Còn cái sát na định của chúng ta đó là giống như là cái lon gạo, nó chỉ có vướng vài hạt gạo, dính vài hạt gạo thôi. Tức là cái khoảng trống đó là đáng kể so với khoảng trống, cái khoảng mà mình có niệm. Cho nên đừng có nói sát na định, tại vì sát na định của mình nó không có giống sát na định của vị mà ra khỏi tứ thiền hơi thở đâu. Và cái người mà gọi là thuần quán không chỉ, như sư nói hồi nãy, là người không cần phải đạt đến các tầng thiền, vị ấy vẫn có thể thực hành tứ niệm xứ. Chứ không có nghĩa là vị ấy không thực hành thiền chỉ. Nhớ cái điều đó. Hai cái đó khác nhau. Và cái việc mà không chứng đắc các tầng thiền á, thì vị ấy vẫn có thể thấy được các nimitta. Việc mà vị ấy thấy cái nimitta đó thì nó cũng chỉ là đi đến cái cận định thôi. Cho nên là việc thấy nimitta nó không mang ý nghĩa là quý vị đi vào các tầng thiền. Đương nhiên khi đi vào các tầng thiền thì quý vị sẽ thấy được nimitta ha. Hai cái này là nó không có tương đương với nhau. Bởi vì một người á, có được cái sát na định là đã sát na định tương đối á, là họ đã có thể thấy được nimitta rồi. Cho đến khi họ đạt được cận định là họ đã có thể thấy được nimitta một cách rõ ràng rồi. Điều đó không cần họ phải đi đến các tầng thiền.
Còn chỉ quán song tu á, như sư nói là vị ấy ra khỏi tứ thiền và thực hành thiền quán. Còn chỉ trước quán sau á, là khi mà vị ấy đi hết tất cả các tầng thiền rồi, sau đó vị ấy mới thực hành thiền quán. Nhớ, cái chỉ quán song tu là gì? Cái định mà vị đó dùng ấy, là cái định ra khỏi tứ thiền, là vừa có chỉ vừa có quán, định ra khỏi tứ thiền. Còn cái người vị mà chỉ trước quán sau là vị đó đã hoàn tất thiền chỉ rồi, sau đó vị ấy chuyển qua thiền quán.